Nếu các bạn đã xem những bộ phim kinh dị mà trong đó có những con ma nữ làm đối tượng chính trong những pha jump scare thì chắc chắn bức ảnh này sẽ rất là quen đối với những bạn đang xem video này. Và tất nhiên, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ làm về thực thể số 9, Faceling. Faceling là thực thể được xếp theo thứ tự và mã hiệu là số 9 trong The Back Room. Chúng xuất hiện ở rất nhiều level, nhưng đa số là ở level 1, level 2, level 3. Faceling là một thuật ngữ chung cho những người không có khuôn mặt đi lang thang trong The Back Room. Có rất nhiều thể loại Faceling và mỗi loại có một mức độ thù địch khác nhau. Chúng là một trong những thực thể đông đảo nhất trong The Back Room và có khả năng sẽ là một trong những thực thể đầu tiên mà bạn sẽ gặp phải. Hai dạng phổ biến nhất của Faceling là Adult Faceling và Child Faceling, mặc dù đã phát hiện ra nhiều dạng Faceling hơn. Đầu tiên là Adult Faceling hay Faceling trưởng thành. Adult Faceling khá thân thiện và không có thái độ thù địch trừ khi chúng bị khiêu khích. Chúng thường có ngoại hình giống như một người trưởng thành tiêu chuẩn, với làn da mịn màng hay thay thế cho toàn bộ khuôn mặt. Họ có thể xuất hiện dưới dạng nam, nữ hoặc cũng có thể xuất hiện dưới dạng đồng tính. Thế nhưng Child Faceling lại ngược lại với sự thân thiện đó. Child Faceling hay Faceling trẻ con lại khá tinh quái và khá thù địch. Chúng thường xuất hiện theo nhóm 2 đến 3 và sẽ tìm cách hành hạ và giết những người sống sót mà chúng gặp phải. Chúng hầu như luôn luôn là phụ nữ và thường vung các vật sắc như những mảnh kim loại hoặc dao nhỏ. Tuy nhiên, đôi khi chúng chỉ cố gắng hù dọa hoặc chơi khăm những người sống sót. Và giờ, chúng ta sẽ đến với các thể loại Faceling khác nhau. Đầu tiên, Faceling với trang phục màu hồng. Không có quá nhiều thông tin về thể loại này, ngoài việc nếu bạn nhìn thấy nó, coi như là bạn vừa nhận được một bản án tử hình miễn phí, vậy nên hãy tránh xa chúng bằng mọi giá. Old Man Faceling. Những Faceling này, ngoài việc có những nếp nhăn, tóc bạc hoặc một số dấu hiệu của tuổi già, thì công cụ di chuyển của chúng thường là một cái gậy. Chúng chậm chạp, vô hại và thân thiện. Đôi khi chúng sẽ tiếp cận bạn để bắt tay và chúng sẽ rất vui nếu bạn bắt tay với chúng. Hoặc các bạn có thể chọn để phớt lờ chúng vì hành động này cũng được cho là khá an toàn. Polygonal Faceling. Chúng tương tự như Faceling trưởng thành nhưng có cơ thể giống như hình đa giác và được làm từ nhựa. Chúng thường phát ra âm thanh giống như tĩnh điện và chúng có thể là kết quả cho nụ clip hay bị tách rời. Nude Faceling. Như cái tên, những Faceling này hoàn toàn khỏa thân hoặc thiếu quần áo trên người, nhưng chúng không có các bộ phận sinh dục và sẽ bỏ chạy nếu bị phát hiện. Fell Faceling. Những Faceling này khá là kỳ lạ, khi đôi khi trên cơ thể chúng sẽ có một số bộ phận bị thiếu hoặc bị biến dạng, như một nửa con mắt, tai, miệng hoặc những chiếc răng xuất hiện dưới da. Và chúng cũng hành xử như Adult Faceling. Chúng có lẽ là kết quả thất bại cho sự biến đổi giữa người thường và Faceling. Shadow Faceling. Cơ thể chúng không khác gì một chiếc bóng, chỉ có duy nhất một màu đen. Dù chúng có thái độ cực kỳ thù địch, nhưng lại chỉ có sức khỏe như một người bình thường. Indoctrinated Faceling. Là một Faceling được tạo ra bởi thực thể số 7, Jerry. Mặc dù không khác biệt so với những Faceling khác về mặt sinh học, nhưng chúng có một mục đích duy nhất là đưa và dụ dỗ những kẻ sống sót về thực thể Jerry. Hotel Vermeer Resident. Đây là một trường hợp đặc biệt. Nếu những kẻ sống sót ở level 401 hơn 7 ngày, họ sẽ bị mất đi khuôn mặt và mất đi nhận thức về danh tính của họ, biến thành Faceling. Những Faceling này được coi là vô hại. Memory Faceling là Faceling nguy hiểm nhất, mạnh mẽ nhất trong tất cả các Faceling. Chúng thường sẽ xuất hiện dưới hình dạng vật lý của những người mà bạn đã quen biết. Memory Faceling có nguồn gốc từ thực thể số 42, Memory Warmth, và cách chúng săn mồi vẫn còn là một ẩn số. Faceling là một trong những thực thể được phát hiện sớm nhất trong The Back Room và được đề cập trong các nhật ký từ những năm 1909, mặc dù nguồn gốc của chúng vẫn còn là một ẩn số. Đây là video phân tích và giải thích về thực thể số 9 trong The Back Room, Faceling. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Tạm biệt
và chúc một ngày tốt lành.